Thưa quý vị, trước nguy cơ mất an toàn giao thông khi lượng lớn mô tô xe máy chở theo hành lý cồng kềnh di chuyển qua đường đèo Hải Vân của bà con từ các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch. Tối qua, ngày 6 tháng 10, Ban An toàn giao thông thành phố Đà Nẵng phối hợp với xí nghiệp vận hành hầm Hải Vân thực hiện trung chuyển người đi bộ và mở cửa hầm cho đoàn mô tô xe máy từ hồi hương từ các vùng dịch phía Nam qua hầm Hải Vân miễn phí. Nhận thấy lưu lượng người và phương tiện di chuyển bằng mô tô, xe máy của bà con từ các tỉnh phía Nam về quê phía Bắc ngày một lớn, thời tiết miền Trung đang vào mùa mưa, rất nguy hiểm khi di chuyển qua đường đèo. Để hỗ trợ một cách tốt nhất, rút ngắn thời gian di chuyển, bảo đảm an toàn cho các đoàn xe di chuyển, được sự thống nhất của cơ quan có thẩm quyền. Tối qua ngày 6 tháng 10, công ty đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả đã mở lại cửa hầm đường bộ Hải Vân để hỗ trợ đoàn người hồi hương từ các vùng phía Nam qua hầm Hải Vân an toàn, thuận lợi. Theo thực tế tình hình hiện nay, số lượng bà con về quê bằng phương tiện xe máy thì trong cái điều kiện mưa bão để di chuyển cái đường đèo rất là nguy hiểm và phức tạp. Các cái đoàn nó tập trung rất là đông nên lực lượng cái hoạt động này sẽ xử lý trong các cái tình huống khẩn cấp. Còn cái tình huống khác chúng tôi vẫn duy trì cái việc vận chuyển bà con qua hầm bằng ô tô và các xe tải như trước đây, và trong điều kiện thời tiết thuận lợi hơn thì lực lượng chức năng sẽ phân luồng và sẽ dẫn đi các cái tuyến đường đèo. Rút kinh nghiệm các đợt trung chuyển xe qua hầm trước đây, lần này các phương tiện được phép qua hầm dưới sự hộ tống của cảnh sát giao thông, giám sát của lực lượng vận hành hầm đường bộ Hải Vân. Theo đó, tại các điểm dừng chân tạm nghỉ, ban tổ chức tiếp đón sẽ phân đoàn di chuyển theo các nhóm tỉnh thành để tiện việc bàn giao quản lý. Còn những người đi bộ, xí nghiệp hầm đường bộ sẽ bố trí xe trung chuyển qua hầm theo quy định. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, đội ngũ khử khuẩn tại trạm trung chuyển luôn sẵn sàng làm việc sau mỗi chuyến xe đưa khách qua hầm. Công tác tổ chức thực hiện cũng rất phải đảm bảo công tác phòng chống dịch, thực hiện 5K và đảm bảo tuyệt đối phối hợp với cái lực lượng y tế địa phương để vừa đảm bảo an toàn và vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch. Trước đó, khi các tỉnh phía Nam bùng phát dịch bệnh, ngay từ tối 26 tháng 7, xí nghiệp vận hành hầm Hải Vân đã cùng chính quyền thành phố Đà Nẵng thực hiện trung chuyển đợt cao điểm đoàn người hồi hương từ các vùng dịch phía Nam qua hầm Hải Vân. Đã có hơn 10.000 người với hơn 7.000 phương tiện xe máy được vận chuyển qua hầm đường bộ Hải Vân trong sự an toàn tuyệt đối.